Vâng, xin chào quý khán giả. Từ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình vào World Cup với huấn luyện viên Truce bằng trận đấu trên đất Philippines. Nhìn lại 3 trận đấu trong tháng 10, chúng ta gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc thì có phần nào đó lo lắng. Hàng phòng ngự không an toàn, hàng công thì thiếu sắc bén. Huấn luyện viên Truce lúc này trông chờ vào một số cầu thủ trẻ đã thử lửa với ông ấy từ SEA Games, nhưng mà nhiều người vẫn đang tỏ ra non nớt. Thi đấu cũng chưa ấn tượng tại V-League. Một số cựu binh như là Quang Hải, Văn Hậu, rồi là Công Vượng vắng mặt ở lần tập trung này với lý do khác nhau. Bên cạnh đó thì hàng loạt cầu thủ chủ chốt dưới thời Park Hang-seo gần đây sa sút phong độ và tại V-League họ không chơi được nhiều. Đối thủ của chúng ta, Philippines, huấn luyện viên người Đức Michel Wey vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ kỳ cựu. 26 người được gọi, có đến 12 cầu thủ trên 30 tuổi. Một loạt những cái tên kỳ cựu như là Simone Rota, 39 tuổi, Marañón, 37 tuổi, Sevan Shok, cầu thủ được 37 tuổi, vẫn được gọi. Và thực ra gần đây thì họ vẫn chơi tốt. Huấn luyện viên Michel Wey đã có những cái sự rà soát lực lượng để chuẩn bị cho vòng loại từ tháng 6 và cơ bản kết quả là tốt hơn kỳ vọng so với những gì mà cầu thủ Philippines mong chờ. Năm trận gần nhất, Philippines thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận đấu mới nhất, Philippines đá với Bahrain và thua với tỷ số 0-1. Đó là trận đấu vào ngày 17 tháng 10. Trước đó, vào ngày 15 tháng 10 thì Philippines thắng 1-0 trên sân của đội bóng Trung Á Kyrgyzstan. 12 tháng 9, Philippines gặp Afghanistan và thắng 2-1. Ngày 8 tháng 9, Philippines hòa 1-1 với Đài Bắc Trung Hoa. Vào ngày 19 tháng 6, Philippines gặp Đài Loan và thua 2-3 trên sân nhà. Như vậy là năm trận gần nhất họ thắng 2, hòa 1 và thua 2 trận. Nói chung là khả quan. Với tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Truce, năm trận gần nhất chúng ta thắng 2 trận và thua 3 trận. 3 trận gần nhất đều thua. Thua Hàn Quốc 0-6, thua Uzbekistan 0-2, thua Trung Quốc cũng với tỷ số là 0-2. Nói chung có những điểm sáng, nhưng mà thực sự hàng công và phòng ngự đều mang lại những cái gì đó lo lắng. Chúng ta vẫn nói với nhau rằng là giá hữu nó chỉ là kiểm tra thôi. Và đến bây giờ thì ông Truce phải trả lời với sự thật rồi. Bắt đầu bước vào chiến dịch chính thức rồi, không thể thử nghiệm được nữa. Và bắt đầu là gặp Philippines mở đầu thì tôi nghĩ cũng là thuận lợi thôi. Bởi vì lý thuyết họ là đội yếu trong các đội Iraq và Indonesia. Trước khi để thua 3 trận trong tháng 10, tuyển Việt Nam đều thắng ở sân nhà trong các trận đấu giao hữu. Chúng ta thắng Palestine 2-0, thắng Syria với tỷ số 1-0. Đối đầu thì 5 trận gần nhất Việt Nam đều vượt qua Philippines. Trận đấu gần nhất giữa hai đội, 14 tháng 12 năm ngoái, Việt Nam thắng với tỷ số 1-0. Trước đó 2018 chúng ta gặp Philippines 3 trận đều thắng. Cả 3 trận đều là tháng 12. 31 tháng 12 thắng 4-2. Mùng 6 tháng 12 thắng 2-1. Và mùng 2 tháng 12, 2018 thắng cũng với tỷ số 2-1. Trước đó nữa, ngày 28 tháng 11 năm 2014, Việt Nam thắng Philippines với tỷ số 3-1. Từng có một thời gian Philippines đá Việt Nam tốt khi họ bắt đầu có những người nhập tịch, còn Việt Nam thì giai đoạn chuyển giao trước khi có lứa cầu thủ hay. Chúng ta thua họ 2 trận liền các năm 2010 và 2012, nhưng mà sau đó Việt Nam đã toàn thắng ở năm trận gần nhất. Về lực lượng thì Việt Nam trận đấu này chúng ta biết rồi, một số cầu thủ đến bây giờ vẫn có thể đóng góp tốt kiểu như Quang Hải hay là Đoàn Văn Hậu, phần nào đó là Công Phượng đều không có mặt. Bên phía Philippines thì họ có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất theo mong muốn của huấn luyện viên Michel Wey. Về lực lượng của hai bên thì có sự đối lập. Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, Philippines thì dùng nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Như tôi nói phần trên là 12 theo 16 cầu thủ trên 30 tuổi. Philippines đặt nhiều niềm tin vào nên Etrit, một thủ môn có nhiều năm thi đấu tại Anh. Anh từng là thủ môn đầu tiên của Đông Á thi đấu tại giải Hoàng Anh khi bắt cho các Deep cách đây 5 năm. Nên Etrit lúc này phong độ vẫn tốt. Tuy nhiên có một cái điều đáng nói Philippines, tức là đội tuyển này lâu nay vẫn có cầu thủ hay, nhưng cái việc mà họ trở về chơi đội tuyển lúc nào ấy thì không có gì chắc chắn cả. Một cái giải đấu trước họ có mặt ấn tượng đấy, nhưng giải sau thì lại mất hút. Tức là những con người họ sinh ra, họ lớn lên ở nước ngoài, thành ra mặc dù nhập tịch Philippines rồi, đã khoác áo rồi, nhưng mà không có gì cam kết để mà tạo bộ khung ổn định cả. Cái thiếu Philippines chính là bộ khung ổn định để mà tạo ra một cái nét đá nào đó. Bởi thế nhiều năm nay chúng ta nếu mà nói với nhau rằng là Philippines đá theo kiểu gì thì nó là không rõ ràng. Huấn luyện viên thì vẫn là ông Michel Wey thôi, nhưng mà rõ ràng con người cũng thay đổi, rồi là không phải lúc nào cũng giống lúc nào.
người ta để tâm cho câu lạc bộ nhiều hơn, thành ra cái sự tập trung của đội tuyển là vấn đề của Philippines. Trái ngược với Philippines, huấn luyện viên Trussier lúc này đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ trẻ. Mặc dù đội chính tôi cho rằng là vẫn sẽ có đa số là cựu binh thôi, cùng lắm thì 2-3 người trẻ và mới, còn lại thì vẫn là kỳ cựu, nhưng mà họ sẽ đá theo cái kiểu của huấn luyện viên Trussier. Chúng ta có lượng trẻ nhất trong 10 năm qua. Thời điểm mà đội tuyển danh sách có 28 cầu thủ, chưa chốt lại 23 người, thì trong 28 người chúng ta có đến 13 cầu thủ dưới 23 tuổi. Trong đó Đình Bắc là cầu thủ trẻ nhất, sinh năm 2004. Đình Bắc là cầu thủ mùa giải vừa qua nổi lên ở vô địch nhất Quảng Nam, cùng với Quảng Nam thăng hạng. Đình Bắc là người gốc Nghệ An, một cầu thủ rất nhiều triển vọng. Ở Philippines thì chúng ta biết rồi, từ khi Singapore nhập tịch thành công ở Đông Á, có những chức vô địch, thì Philippines đi theo con đường này. Và nói chung là những năm gần đây, Đông Á thường xuyên có những cái trường hợp nhập tịch. Philippines đã từng có huấn luyện viên rất là khủng, ông Ericsson người Thụy Điển, rồi là có những cầu thủ rất là hay, nhưng mà mỗi lần gặp Việt Nam ở đây thì họ đều có những cái lúng túng. Chúng ta thắng họ bởi sự quyết tâm, bởi cái sự kiên nhẫn, đấu pháp chắc hơn và rõ nét hơn. Philippines thì không rõ ràng về cách chơi. AFF Cup 2018 chúng ta thắng họ cả hai trận, bán kết lượt đi và về. Rất nhiều nhân chứng của vòng bán kết 2018 vẫn còn đang chơi cho tuyển Việt Nam, như là thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Các cầu thủ này đều đang đặt quyết tâm cần phải thắng Philippines một lần nữa để mà dưới một triều đại mới chúng ta khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại thứ hai World Cup. Trận đấu này gặp Philippines là sân cỏ nhân tạo ở Riza Memorial, một sân bóng mà nhiều cầu thủ trẻ đã quen rồi khi chúng ta thi đấu ở AFF Cup, rồi là những người trẻ hơn thì đá tại SEA Games năm 2019 chúng ta vô địch đấy, thì cũng đá các trận đấu quan trọng tại Riza Memorial. Điểm lại các trận đấu Philippines gặp Việt Nam từ ngày chúng ta hội nhập cách đây hơn 30 năm, thì có lẽ trận đấu Philippines đá Việt Nam thành công nhất đó là tại sân Mỹ Đình ở vòng bảng của AFF Cup 2010. Chúng ta khi đó là đương vô địch nhưng đã thua Philippines 0-2. Philippines huấn luyện viên Mark Menemy đã chơi một thứ bóng đá rất là khoa học, có những cầu thủ nhập tịch đang ở độ chín và chúng ta đã phần nào đó bất ngờ. Tuyển Việt Nam không mạnh bằng khi vô địch trước đó 2 năm, chúng ta phần nào đó chủ quan và thua 0-2 trên sân Mỹ Đình. Sau đó thì là một giai đoạn khác rồi, chúng ta đá với họ luôn luôn có một sự cảnh giác và đã thắng. Lần này gặp nhau trở lại thì bên phía Philippines có lẽ họ đặt nhiều hy vọng vào Nenetrit, một thủ môn đẳng cấp, có thể nói là như vậy. Nếu mà xét cả Đông Nam Á thì chắc chắn chưa có thủ môn nào thi đấu ở một cái đẳng cấp cao như là thủ môn Etrit của Philippines. Anh là chỗ dựa chắc chắn nhất của huấn luyện viên người Đức Michel Wey. Bên phía Việt Nam thì trong cái bối cảnh chúng ta có những cái thay đổi về lối chơi, nhiều cầu thủ mất phong độ, có những cầu thủ trẻ, thì tôi nghĩ rằng Hoàng Đức vẫn là cầu thủ chúng ta hy vọng nhất. Anh có thể đá ở giữa sân, đá cặp với ai đó cũng được, mà đá ở trên để trở thành một trong ba mũi công cũng hay, đá ngay sau tiền đạo cũng được. Thậm chí một số thời điểm đá như kiểu tiền đạo ảo để mà cầm giữ bóng và hai biên băng vào cũng là cách mà Đức có thể phát huy được khả năng của mình. Thi đấu trên sân khách lại là mặt cỏ nhân tạo. Tôi nghĩ rằng là thầy trò huấn luyện viên Trussier, chúng ta vẫn có cái sự cẩn thận, nhập cuộc chậm chắc, tương kế tự kế. Thực ra lâu nay mọi người đôi khi cứ làm phức tạp nhau lên với cách nói rằng là huấn luyện viên Trussier muốn có lối chơi kiểm soát bóng. Tôi nghĩ rằng là mọi chuyện nó có thể trở về những giá trị rất là đơn giản thôi. Những cái rất là cơ bản của bóng đá, cố gắng làm sao đấy phòng ngự chặt. Khi có cơ hội thì chúng ta tận dụng tốt nhất những cái cơ hội mình có, và đặc biệt là chuyển đổi trạng thái. Bóng đá hiện đại thì cái sự chuyển đổi nó rất là quan trọng. Đấy, tóm lại là phòng ngự chắc chắn, ít sai sót. Hàng công thì chúng ta phải bén, và cái sự chuyển đổi khi có bóng thì chúng ta phải tạo ra sự linh hoạt. Thời ông Bang Sơ thì cái giai đoạn cuối của ông ấy, ông Bang Sơ cũng muốn có một cái mở ra cho Việt Nam, chúng ta chơi một cách chơi chủ động hơn thay vì đá phản công. Nhưng mà nói thật là nhiều cầu thủ không quen. Ông Bác gần đây có tâm sự như vậy với một số người bạn Hàn Quốc. Với Trussier, ông không ngần ngại mà nói rằng là ông muốn có một cách chơi nó chủ động và mang tính áp đặt nhiều hơn để mà có nhiều phương án tấn công hơn. Thì tôi nghĩ rằng là thời gian vừa rồi ông đã xoay vần, đã thử đủ các kiểu rồi. Đến bây giờ thì là đánh thật. Và tôi vẫn cho rằng Việt Nam chúng ta có cửa thắng Philippines ở sân khách. Sân khách Philippines có những cầu thủ cũng lợi hại đấy và đá cỏ nhân tạo, nhưng chúng ta sẽ thắng 2-1 để khởi đầu tốt ở vòng loại.